cái bia nó cũng kiên thoại không à. Bê chuẩn lọc á, độ giới tính 800 ngàn, rồi độ cái đó là chủ cái giỏi cũng được rồi. Chủ giỏi là sao? Chủ cái giỏi là bơm cái đậu á, giờ thôi mất 800 ngàn. Đúng rồi, tôi nói giờ là có 1 lần 1 lần 1 à, cái lòng nói hay đúng nước gì đó ha. Biết canh lận 1 lần 1 á, không thiệt. Có con người già kia lúc trước bị một chuyến 5 tháng nó đòi lợi, cái đó là cũng khó, bởi vì nó hỏi ông lúc trước đó 5 tháng nó đòi lợi đó, nó im ghe tới 5 tháng nó mới đòi đó, mới bệnh mình đó. Nước sau quay lại đi không, mình không nói đâu ha. 5 tháng đó cái đó nó nở tự nhiên nó đòi lợi, quản hồn đó đang dắt.